Chào mừng các bạn đã quay trở lại với G-Music. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các modem thuộc hệ thống không dây kỹ thuật số Evolution Wireless Digital của hãng Sennheiser. Và sau đó mình sẽ mở hộp một trong số các modem đó để giới thiệu cho các bạn xem chi tiết thiết bị phát và nhận sóng của hệ thống EWD này. Hệ thống không dây kỹ thuật số EWD của hãng Sennheiser bao gồm các modem sau: Miro không dây cầm tay, Miro không dây cài áo, Miro không dây cài đầu, hệ thống không dây dành cho các nhạc cụ, hai bass set dành cho các bạn muốn nâng cấp và thay thế hệ thống không dây cũ của mình, hoặc các bạn có thể phối ghép với các đầu micro cao cấp hơn của hãng Sennheiser. Và cuối cùng là modem combo set như mình đang có ở đây, sẽ bao gồm hai đầu phát và một đầu thu. Đầu tiên là mình sẽ nói sơ về các thông tin trên hộp đựng sản phẩm. Mặt trước sẽ là hình ảnh mô tả hệ thống không dây mà mình lựa chọn. Ví dụ ở đây là mình có bộ combo set sẽ là một micro không dây cầm tay và một micro cài áo đi kèm với body bag, và một đầu thu sóng receiver. Mặt bên hông sẽ là thông tin chi tiết của 7 modem mình vừa nêu trên, được nhà sản xuất in để các bạn tham khảo khi có nhu cầu. Bên còn lại sẽ là thông tin chi tiết của tên modem, sản phẩm, giải tần số hoạt động và tất cả chi tiết có trong hộp đựng sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ mở hộp xem chi tiết cùng các bạn nhé. Và đây là modem combo set của hệ thống EWD của hãng Sennheiser. Các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có hai thiết bị phát là một body bag và một micro không dây cầm tay. Đi kèm với micro không dây cầm tay sẽ làm đầu micro E835, và đi kèm với body bag sẽ làm micro cài áo ME2 của hãng Sennheiser với một đầu 3.5 ly có khóa được mạ vàng và một kẹp áo chính hãng của hãng Sennheiser. Ngoài ra chúng ta còn có một đầu receiver của EWD được bọc trong giấy, và sách hướng dẫn. Bên dưới của hộp đựng sản phẩm chúng ta sẽ có 3 món: phụ kiện adapter đi kèm sử dụng cho hệ thống EWD với tên modem là NT12-5CW, và mẫu adapter này được sản xuất tại Việt Nam nha các bạn, sản xuất tại Việt Nam. Và một hộp đựng các đầu nối với quy chuẩn quốc tế sử dụng cho các quốc gia dùng cho adapter. Đây. Và chúng ta sẽ có phụ kiện mount rack dùng để gắn thiết bị receiver vào các tủ âm thanh. Mình sẽ có video hướng dẫn cho các bạn lắp đặt. Các bạn nhớ đăng ký và theo dõi. Thiết bị phát sóng transmitter trên hệ thống không dây kỹ thuật số EWD của hãng Sennheiser sẽ gồm hai thiết bị. Một là thiết bị body bag với mã modem là EWD-SK. Thiết bị được lắp ráp và hoàn thiện tại Romania. Thiết bị thứ hai là thân micro cầm tay với mã modem là EWD-SKMS, cũng được lắp ráp và hoàn thiện tại Romania. Cả hai thiết bị này đã được tối giản hóa bằng cách loại bỏ màn hình hiển thị các thông tin trên thiết bị và được quản lý bằng phần mềm ứng dụng. Và hiện tại trên thiết bị thì chỉ còn 3 công tắc đơn giản, đó là công tắc tắt tiếng, công tắc nguồn và công tắc đồng bộ sin. Đây là 3 công tắc trên thân micro. Và đây là 3 công tắc trên body bag: công tắc nguồn, công tắc tắt tiếng và công tắc đồng bộ sin. Thì cả hai thiết bị phát sóng này có thể kết nối được với nhiều loại micro của hãng Sennheiser. Ví dụ như trên body bag các bạn thấy, đây là micro cài áo
và Miro sẽ được kết nối chắc chắn với body bag bằng một cái khóa lẫy khóa ở đây. Còn thân Miro thì có thể kết nối với đầu Miro E835 của hãng Sennheiser. Việc kết nối rất là đơn giản. Vậy là chúng ta có thể sử dụng ngay. Và tất cả các đầu Miro của hãng Sennheiser đều được công ty G-Music phân phối chính hãng tại Việt Nam. Các bạn có thể truy cập vào website của công ty G-Music hoặc liên hệ số hotline để chúng tôi tư vấn. Thiết bị nhận sóng receiver của hệ thống không dây kỹ thuật số EWD với mã model là EWD-EM. Sản phẩm được lắp ráp và hoàn thiện tại Romania với ngoại hình chắc chắn. Thiết bị sẽ gồm một cổng Canon XLR 3 lăng, một cổng 6 ly in 3 lăng hoặc 3 lăng và hai cổng anten. Mặt trước sẽ là màn hình hiển thị LCD với nội dung được nhà sản xuất tinh chỉnh lại rất là rõ nét. Bây giờ mình sẽ mở cái thiết bị phát ra cho các bạn xem các thông tin trên màn hình hiển thị. Rồi, ở đây chúng ta có gì? Đầu tiên là cột RF. Thì cột RF này chính là cột sóng nha các bạn, radio frequency. Cột thứ hai sẽ là cột audio frequency, tức là tín hiệu. Các bạn có thấy khi mình nói tín hiệu nó sẽ nhảy lên. Và đây sẽ là tần số kênh hoạt động của cái hệ thống không dây này. Ở đây có độ gain là độ gain tín hiệu âm thanh. Đây là độ AF out, tức là độ lớn của âm thanh khi ra ngoài. Đây sẽ là CH1, CH01 tức là kênh 01 nha bạn. Và đây đang là biểu tượng pin. Ở đây hệ thống đang thông báo là trên cái thiết bị phát pin sắp hết, cho nên nó đang nhấp nháy. Và bên phải ngoài cùng chính là các thông số của menu. Thì so với dòng EW100G4 thì tất cả các thông số đã được hãng Sennheiser tối giản hóa, chỉ còn khoảng 2, 4, 6, 7 7 thông số ở đây thôi các bạn. Và được set up bằng 5 nút function ở đây. Chúng ta sẽ có nút lên xuống đây, nút set và nút thoát escape, nút sin và nút nguồn. Và mình sẽ có video hướng dẫn kết nối cũng như điều chỉnh lại các thông số trên đầu thu receiver này. Vậy là vừa rồi mình đã mở hộp và giới thiệu chi tiết về bộ phát sóng cũng như bộ nhận sóng của Modern Combo Set thuộc hệ thống không dây kỹ thuật số Evolution Wireless Digital của hãng Sennheiser. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh của G-Music để đón xem các video hướng dẫn sử dụng hệ thống không dây EWD trên phần mềm Smart Access. Mình là Vĩ Siêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.